Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Thần thông của người tại sao không hiển hiện? Thần thông là gì? Có câu nói, diệu dụng khó lường là thần, tự tại vô ngại là không. Thần thông là một lực tự tại, không bị ngăn ngại, không thể lường được. Nó là cảnh giới thiên biến vạn hóa, chẳng thể nghĩ bàn. Thần thông từ đâu mà sinh ra? Nói đơn giản là người tu pháp tiểu thừa, chuyên tu tứ đế và quán thập nhị nhân duyên. Khi đạt tới mức độ viên mãn thì lúc đó chứng được thần thông. Thần thông của hàng La Hán và của hàng Bồ Tát có chỗ không giống nhau. Thần thông của La Hán có hạn định, chỉ biết được nhân duyên trong phạm vi 8 vạn đại kiếp trở lại. Hơn nữa, họ phải chú tâm quán sát mới thấy được. Thần thông của Bồ Tát thì không có giới hạn, có thể thấy được cả quốc độ của vi trần, vi trần trong quốc độ, các chư Phật trong vô lượng quốc độ. Có thể nghe chư Phật ở khắp các quốc độ trùng trùng đương diễn nói pháp màu, có thể biết hết thảy ý nghĩ của các chúng sinh trong vô số quốc độ nhiều như vi trần, có thể biết các nhân duyên ngoài phạm vi 8 vạn đại kiếp mà khỏi cần vào trong định, chỉ cần tâm khởi lên ý tưởng quan sát là đủ. Quý vị Bồ Tát thực hành Bồ Tát Đạo, khi nào công đức viên mãn sẽ có các loại thần thông trên. Nếu chúng ta phát Bồ Đề Tâm, thực hành Bồ Tát Đạo cũng có thể đạt được mức thần thông này. Chỉ cần tu đến chỗ viên mãn, chẳng cần phải mong cầu, vẫn có thần thông. Khi có thần thông rồi, có phải Bồ Tát không nên hiển lộng thần thông chăng? Không phải vậy, nếu Bồ Tát có thần thông mà lại không hiển lộng thì thần thông đó dùng làm gì? Có khác gì một người có hạt châu quý lại mang giấu nó đi trong áo, không biết nó là một của quý vô giá? Cam phận nghèo khổ, không có cơm ăn, không có áo mặc, không có chỗ trú mà vẫn không biết đổi hạt châu đi lấy tiền độ nhật. Nếu có thần thông mà không sử dụng thì cũng giống như vậy đó. Không có thần thông mà muốn sử dụng thần thông thì không được rồi. Cái đó có khác gì leo cây mà bắt cá, chỉ là mộng tưởng của kẻ si ngốc mà thôi. Tuy nhiên, nếu có thần thông thì phải tận dụng thần thông, giáo hóa chúng sinh, lấy thần thông ra hiển lộng, làm tăng gia tin tưởng của chúng sinh, như vậy hiệu quả tăng gấp bội. Cái đó cũng gọi là dùng phương tiện thiện xảo, quý vị nên chú ý điểm này. Ma cũng có thần thông, có thể khiến cho những ai ham cầu thần thông mà chưa đủ đạo lực lạc vào chồng của chúng, để đến nỗi tiêu ma đạo nghiệp của mình, rồi làm quyến thuộc cho ma vương. Về điểm này, xin quý vị đặc biệt lưu ý và không thể không cẩn thận. Hiện nay, có một số người thiếu hiểu biết, tín đồ của Phật giáo mà không am hiểu gì, thấy người ta nói làm sao thì nói theo làm vậy. Về yếu lý của Phật Pháp thì họ tựa hồ biết mà chẳng biết, không biết đến ngọn nguồn, hễ chứng kiến thấy có người thị hiện thần thông, liền kêu lên kinh ngạc rằng, vào thời mạt Pháp người ta không thể có thần thông như vậy. Nói như vậy thì thật là quá ấu trĩ. Nói thẳng ra đó là cái nhân đọa địa ngục, đối với Phật Pháp chẳng hiểu một tí gì. Quý vị hãy chú ý, đối với bất cứ sự việc gì, hễ ta chưa biết cho rõ ngọn ngành, ta không nên phê phán bậy bạ, không thể tùy tiện quyết đoán nọ kia, đi sai nhân quả thì phải đọa địa ngục. Phật giáo có đạo lý chân chính, có định luật bất biến từ ngàn xưa, có ngàn vạn lời vàng ngọc do chính Đức Phật nói ra, phát xuất từ chính kinh nghiệm của Ngài, chứ không phải là thứ đạo lý dối mình dối người. Giáo lý do Phật nói ra là kinh tạng, giáo lý do thân Ngài biểu hiện là luật tạng, phần do các đệ tử của Phật chú giải là luận tạng, ba tạng và 12 phần kinh là giáo lý của chân lý, ý nghĩa toàn là chân thực không ngoa. Chân lý ở đâu thì 10 phương chư Phật đều tới đó ủng hộ, chân lý ở đâu thì 10 phương chư Bồ Tát đến đó ủng hộ, chân lý ở đâu thì thiên long bát bộ cũng đều tới đó ủng hộ. Hiểu thấu chân lý mới là Phật giáo đồ chân chính, không hiểu chân lý thì đó là Phật giáo đồ lầm lạc. Quý vị phải nhận cho rõ chân lý, phải phân biệt cho rõ phải trái, chớ khá hồ đồ, ai nói ra sao thì tin làm vậy, điều đó không thể chấp nhận được. Bồ Tát có các loại thần thông và các ngài dùng như thế nào? Nói chung, lấy thần thông làm phương tiện thiện xảo giáo hóa chúng sinh, khiến họ phát Bồ Đề Tâm để không bị nhiễm ô theo dòng thế tục.
như nghe nói sao thì nói làm vậy, đó là kẻ hồ đồ, không những không nghiên cứu chân lý, mà còn chạy theo đường tà, nghe theo pháp tà, phỉ báng chánh pháp, những loại Phật giáo đồ đó thật đáng thương. Hiện nay là thời mạt pháp, có rất nhiều pháp thân đại sĩ dạo trên thuyền từ bi tới thế giới ta bà để giáo hóa chúng sinh, khiến chúng sinh thức tỉnh, xa lìa tà chi tà kiến và gần gũi với chánh chi chánh kiến. Phật nói pháp là chính pháp, ma nói pháp là tà pháp, y theo lời dạy để phụng hành, y theo pháp để tu hành, nghiêm trì giới luật, thực hành giới luật, đó là chính pháp, còn ngược lại là tà pháp. Hễ điều gì đi ngược lại giới luật thì không làm, hợp với giới luật thì hết sức thi hành, đó là con đường của các Bồ Tát. Tâm của Bồ Tát thì tuyệt đối không tự tư tự lợi, tuyệt đối không màng tới danh vọng. Bồ Tát với tâm bi tha thiết, ngọt ngào, dỗ dành giáo hóa chúng sinh, lìa khổ tới chỗ an vui. Bồ Tát lấy lợi ích chúng sinh làm khởi điểm, chứ không phải vì ý nghĩ lợi ích của riêng mình, đó là tinh thần Bồ Tát đạo. Bồ Tát hành đạo chẳng phải xuất phát từ cảm tình riêng mà do lòng từ bi. Từ của Bồ Tát là vô duyên từ, bi là đồng thể đại bi. Trong lòng tuyệt đối không có sự phân biệt. Bồ Tát độ hết thảy mọi chúng sinh, không ngại khó nhọc, không kể ngày đêm, ra tay cứu vớt chúng sinh ra khỏi biển khổ để được an vui. Bồ Tát coi việc độ chúng sinh là việc phải làm, thành ra Bồ Tát có thần thông. Bồ Tát thần thông có thể hiển lộng, vậy cớ sao người ta không thể hiển lộng thần thông được? Đây là một sự ngộ nhận. Người nào chỉ trích như vậy, trong lòng phải có một dụng tâm khác. Người ta muốn cho chánh pháp chẳng tồn tại, chẳng muốn cho quý vị siêu phàm trong hàng tín đồ Phật giáo tồn tại. Hiện nay, có một số tín đồ Phật giáo không có trí huệ, đi đến đâu cũng nói rằng, thời mạt pháp này không nên hiển lộng thần thông, mà cũng không ai có thần thông mà hiển lộng. Vì cớ gì họ lại tuyên truyền như vậy? Bởi họ ngu si, không chịu dụng công tu hành, lại thường có tâm đố kỵ. Họ chẳng có thần thông, bèn cho rằng người khác cũng không có thần thông. Chẳng những vậy, gặp những người có thần thông, họ cũng không nhận ra. Bồ Tát nếu gặp tín đồ nào có chánh chi chánh kiến, lại đương dụng công tu hành, lúc đó mới hiển thần thông, để cho tín đồ thêm tín tâm, khiến cho họ nỗ lực tu đạo tới chỗ giải thoát. Quý vị thiện tri thức, có vị nào có thần thông, chẳng cứ ai, nếu hiển lộng được thần thông thì tôi rất hoan nghênh. Nếu quả nói như vậy là có tội, tôi xin một mình chịu tội. Có bị đọa địa ngục tôi cũng cam lòng, một mình tôi chịu, không dính dáng gì tới quý vị cả, quý vị khỏi lo. Chỉ ngại là quý vị chẳng có thần thông, không hiển lộng được, còn như có thể biểu diễn thần thông ra, tôi xin hết lòng ủng hộ. Thời mạt pháp rất cần có quý vị thật tâm tu đạo, rất cần quý vị khai ngộ, rất cần những người chứng quả. Sau khi chứng quả lại trở về dẫn dắt các bạn hữu duyên, hướng dẫn họ ra khỏi tam giới, để tới cõi tịnh độ thường tịch quang, đó là kỳ vọng của tôi đặt vào quý vị. Ha ha ha,